Xin chào các bạn. Ngày hôm nay 14 tháng 3 năm 2023, tròn 35 năm kể từ sự kiện Gạc Ma, ngày mà Trung Quốc nổ súng xâm lược chiếm giữ các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. 35 năm trước, vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, trong một cuộc chiến không cân sức, 64 chiến sĩ hải quân của Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền của đất nước tại các đảo đá Gạc Ma, Cô Linh và Lendao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hình ảnh các chiến sĩ hải quân Việt Nam hiên ngang đứng thành vòng tròn bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma, vẽ thành vòng tròn bất tử, mãi khắc ghi lịch sử, viết nên bản anh hùng ca còn vang vọng mãi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của ông cha ta, nhắc nhở con cháu phải quyết tâm giữ vững từng tấc đất, lãnh thổ, hải giới mà ông cha ta đã không tiếc xương máu để bảo vệ. Cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên đảo đá Gạc Ma, Cô Linh và Lendao ngày 14 tháng 3 năm 1988 là cuộc chiến không cân sức, nơi đầu sóng ngọn gió, phương tiện vũ khí hạn chế, không có bờ đất, công sự che thân. Nhưng với tình yêu đất nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng trên 3 con tàu HQ-604, HQ-605 và HQ-505 và lực lượng bảo vệ Gạc Ma, Cô Linh, Lendao đã nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm, quyết tâm đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 35 năm sau, tình hình khu vực Biển Đông nói chung và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nói riêng đang có nhiều dấu hiệu căng thẳng trở lại sau khoảng một năm tương đối yên tĩnh. Điều này báo hiệu một giai đoạn căng thẳng mới sắp diễn ra. Thưa các bạn, Cảnh sát biển Philippines thông báo phát hiện ít nhất 42 tàu Trung Quốc được cho là tàu dân quân biển xuất hiện gần đảo Thị Tứ trên Biển Đông. Trong tuyên bố ngày 4 tháng 3 năm 2023, Cảnh sát biển Philippines cho biết số tàu nghi là của dân quân biển Trung Quốc này neo đậu cách đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 4,5 đến 8 hải lý. Cảnh sát biển Philippines không nói rõ những tàu này xuất hiện từ thời điểm nào. Cảnh sát biển Philippines thêm rằng tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 5203 và một tàu hải quân cũng xuất hiện ở khu vực cách đảo Thị Tứ từ 4 đến 8 hải lý. Các tàu được cho là thuộc dân quân biển Trung Quốc chia thành hai nhóm lớn, một nhóm gồm 14 tàu thả neo gần khu vực đá Hoài Ân, cách đảo Thị Tứ khoảng 4 hải lý về phía Tây, và một nhóm 28 tàu tập trung gần đá Cái Vung đều thuộc quần đảo Trường Sa. Đảo Thị Tứ là một đảo san hô thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa. Đảo này xếp thứ hai trong quần đảo về mặt diện tích. Liên quan tới chủ quyền của Việt Nam đối với đảo Thị Tứ, trước đây Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần lên tiếng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền ở quần đảo Trường Sa phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế. Thưa các bạn, vào ngày 21 tháng 2 năm 1933, Thống đốc Nam Kỳ đã ký nghị định số 4702CP sát nhập một số đảo chính và các đảo phụ thuộc quần đảo Trường Sa vào tỉnh phận Bà Rịa Vũng Tàu, trong đó có đảo Thị Tứ. Đầu thập niên 1960, các tàu hải quân của Việt Nam Cộng Hòa thường ghé thăm đảo Thị Tứ. Cụ thể là vào năm 1961 là tàu HQ-02 Vạn Kiếp và tàu HQ-06 Vân Đồn. Còn năm 1963 là ba tàu gồm HQ-404 Hương Giang, HQ-01 Chi Lăng và HQ-09 Kỳ Hòa đã dựng bia đánh dấu chủ quyền. Vào thời gian từ khoảng năm 1970 đến 1971, Philippines đã cho quân bí mật chiếm giữ đóng một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ. Vào năm 2002, chính quyền Philippines đã đưa dân ra đảo trong khuôn khổ một chương trình tái định cư. Hiện nay, đảo Thị Tứ là nơi duy nhất có cư dân sinh sống trong số các đảo thực thể thuộc Trường Sa do Philippines kiểm soát. Như vậy chúng ta thấy rằng Trung Quốc lại tiếp tục sử dụng chiêu bài tàu dân binh bao vây phong tỏa tại Biển Đông. Kể từ khi bộc lộ dã tâm độc chiếm Biển Đông thì tàu dân binh, tàu vũ trang, tàu cá của Trung Quốc đã tỏa ra khắp Biển Đông. Đây là một trong những chiêu bài nguy hiểm của chiến thuật vùng xám mà Trung Quốc sử dụng để quấy phá Biển Đông trong nhiều năm qua. Thủ đoạn chính là quấy phá, gây áp lực cho các lực lượng của các nước đang kiểm soát thực địa, lực lượng bảo vệ chủ quyền trên các đảo, đá, xua đuổi ngư dân và thậm chí gây hấn với lực lượng công vụ của nước sở tại. Khi lực lượng công vụ của nước sở tại phản ứng, lập tức lực lượng hải cảnh, hải quân lượn lờ quanh đó sẽ xông vào lấy cớ giải cứu, bảo vệ ngư dân của chúng, can thiệp bằng vũ lực, thậm chí nhân cơ hội chiếm luôn các đảo đá. Đây cũng là cách mà Trung Quốc đã sử dụng để chiếm giữ bãi cạn Scarborough của Philippines vào năm 2012.
Thưa các bạn, hẳn chúng ta còn nhớ gần đây vào đầu năm 2021, dư luận trong nước không khỏi sục sôi khi Trung Quốc điều hơn 220 tàu cá đội lốt dàn hàng ngang ở bãi Ba Đầu thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lúc đó nhiều người tự hỏi tại sao Việt Nam ta không có phản ứng gì. Tuy nhiên điều đó là không đúng. Chúng ta đã có những phản ứng hết sức khôn ngoan. Về vấn đề này mình đã có bài phân tích trên kênh với tiêu đề Việt Nam tung nước cờ sát thủ ở Ba Đầu, 220 tàu cá đội lốt của Trung Quốc vội vã rút đi. Mình sẽ để link của bài đăng ở dưới phần mô tả, các bạn có thể xem thêm nhé. Nhìn chung Việt Nam đã có những phản ứng không cần ồn ào nhưng quyết liệt để bảo vệ chủ quyền. Bộ Quốc phòng đã điều động tàu cảnh sát biển 8005 của vùng 3 cảnh sát biển và một số tàu vận tải quân sự của lữ đoàn 955 vùng 4 hải quân ra Trường Sa phối thuộc với các tàu kiểm ngư cảnh sát biển đang trực để đấu tranh bảo vệ chủ quyền, tiến hành đấu tranh xua đuổi tàu dân binh Trung Quốc. Có thể nói thủ đoạn của Trung Quốc không mới. Riêng Việt Nam đã có hàng chục năm đấu tranh dưới nhiều hình thức, có nhu, có cương để bảo vệ chủ quyền. Một điều quan trọng là chúng ta đấu tranh chủ yếu bằng nội lực, chú trọng tăng cường nội lực của hệ thống tàu chấp pháp như các lực lượng hỗ trợ. Khác hẳn với Philippines, chủ yếu dựa vào sự che chở của đồng minh Mỹ. Khi Trung Quốc mạnh lên thì họ đã có những hành động táo bạo khiến một kẻ dở hơi phải không ít lần ôm hận. Trước đây Trung Quốc vẫn còn e ngại sự can thiệp của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ đồng minh. Tuy nhiên từ sự kiện bãi cạn Scarborough, họ đã hiểu cái cách mà Hoa Kỳ bảo vệ đồng minh của mình. Vì thế gần đây Trung Quốc liên tiếp gia tăng các hành động khiêu khích nhắm vào Philippines. Và với một nguồn lực yếu ớt dựa dẫm vào Mỹ thì Free chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ chủ quyền họ đang nắm giữ, đó là la làng lên. Nhưng coi bộ la miết cũng không phải là cách hay, chưa kể tác dụng cũng không đáng kể. Còn Việt Nam thì sao? Việt Nam thường tránh ồn ào để Trung Quốc có thể lợi dụng. Thay vào đó, Việt Nam cứ âm thầm lầm lũi đấu tranh không lùi bước. Bên cạnh việc tăng cường đầu tư cho các lực lượng chấp pháp để sẵn sàng cho những tình huống sẽ xảy ra. Nhìn lại quá trình đấu tranh của Việt Nam cho thấy chúng ta đề cao sự tự lực, thông báo tình hình, kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế nói chung, nhưng không dựa dẫm vào bất kỳ một bên nào mà chủ động đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Điều đó mới là mấu chốt. Chúng ta hiểu rõ hơn hết câu nói nước xa không thể cứu được lửa gần. Vì thế chúng ta luôn luôn chuẩn bị sẵn nước để dập lửa nếu nó có bùng lên, chứ chẳng thể mong chờ đồng minh nào đó xách nước tới, khi đó chắc chẳng còn gì mà dập. Ý kiến của các bạn thế nào xin vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like, một xem, comment, cái nút đăng ký kênh và cái nút hình quả chuông nữa nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.